Phật sáng sớm này, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã đăng tải trên Facebook của mình hình ảnh anh đến chiêm bái chùa Đại Nhạn nằm ở phía nam thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tại chính điện chùa Đại Nhạn, Mark Zuckerberg đã thành tâm lễ Phật và nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, mọi người mạnh khỏe. Priscilla Chan, vợ của nhà sáng lập Facebook, là một Phật tử thuần thành. Trong status, Mark Zuckerberg viết rằng anh đến chùa cầu nguyện thể theo lời giáo hóa của vợ. Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg là tín đồ Kitô giáo. Việc anh đến chùa lễ Phật không được tín lý Kitô giáo khuyến khích. Tuy nhiên, không chỉ vượt qua rào cản tín lý tôn giáo của mình, mà Mark Zuckerberg còn đưa ra nhận định của riêng mình rằng đạo Phật là một tôn giáo và triết học hấp dẫn. Tôi đang từ từ học hỏi tôn giáo này nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục hiểu đạo Phật một cách sâu sắc hơn nữa. Mark Zuckerberg chia sẻ.